Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi của 12 con giáp được cập nhật trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thì thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý cô bác và anh chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong được gặp nhiều điều may mắn, nếu như không thể giàu có sung túc như bao người thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Có những người từ nhỏ cho đến lớn thì luôn gặp nhiều khó khăn, dù họ có cố gắng mấy thì cũng không thể cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên thì tử vi học có nói, khổ tận cam lai, con người không ai giàu ba họ cũng chẳng ai khó ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định. Trong tử vi chọn đời cho thấy thì có nhiều con giáp sẽ đổi đời, nhưng đặc biệt là những nữ tuổi Mậu Dần. Sẽ gặp được nhiều may mắn, có thể ban đầu họ chưa cảm nhận được những niềm vui nhỏ bé và công việc suôn sẻ thì sẽ đến từng ngày, và những điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ dưới đây sẽ giúp cho bạn nắm được cơ hội để có thể đón quý nhân rước lộc vào nhà, cũng như chúng ta biết được những rủi ro cần tránh, giảm thiểu tối đa những rủi ro trong cuộc đời những nữ gia chủ tuổi Mậu Dần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị hãy cùng theo dõi tử vi của tuổi Mậu Dần chọn đời. Cuộc sống của nữ tuổi Mậu Dần, tính cách mạnh mẽ, tự tin, ưa khám phá, thích một cuộc sống sôi động. Khi còn trẻ thì có nhiều vận may trong học tập, đời sống tình cảm gia đình thân thiết gắn bó, tuổi trẻ có một mối tình đẹp. Nữ Mậu Dần cuộc đời dồi dào về mặt tài chính, sự nghiệp thì ban đầu gặp chút khó khăn, nhưng đến tuổi 30 lại rất vững chắc và phát triển. Cuộc sống về già may mắn về tình cảm, gia đình và con cái sống yên vui hạnh phúc bên gia đình. Nữ Mậu Dần thì cuộc sống đôi khi gặp phải những khó khăn trắc trở, nhưng đa phần đều tốt đẹp, tình cảm thuận lợi, hôn nhân gia đình hạnh phúc, sinh con được hưởng phúc lâu dài. Trong sự nghiệp gặp nhiều may mắn sau tuổi trung niên, về già có vận may tài chính. Xem tử vi chọn đời của tuổi Mậu Dần thì nữ giới cuộc đời có phần sung túc về vấn đề tình cảm, hoàn cảnh cuộc đời tuổi nhỏ thì không đem lại nhiều tươi vui. Muốn có hạnh phúc, tiền bạc đầy đủ và dồi dào thì phải 30 tuổi trở đi mới có thể làm ăn được. Tiền vận còn lắm vất vả, gian nan vì cuộc sống hay là vì nghề nghiệp. Trung vận mới có cơ hội tạo lấy sự nghiệp và hậu vận mới có thể sống an nhàn. Nữ tuổi Mậu Dần hưởng thọ trung bình từ 72 cho đến 88 tuổi. Nếu tích nhiều phúc đức, ăn ở thân thiện thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Về tình duyên, xem tử vi nữ tuổi Dần thấy rằng những người sinh vào các tháng 4 và tháng 9 âm lịch thì trong vấn đề tình cảm gặp phải khá nhiều những trở ngại. Thời còn trẻ thì Mậu Dần có những mối tình đầu rất đẹp, nhưng do tính cách của bản thân hoặc các nhân tố bên ngoài tác động khiến cho tình cảm của hai người chuyển biến xấu đi và tan vỡ. Bước sang độ tuổi từ 22 cho đến 24 thì nữ Mậu Dần mới gặp được người xứng đáng để đặt niềm tin. Sau kết hôn thì cuộc sống tuy gặp nhiều vất vả nhưng khá là hạnh phúc. Nữ Mậu Dần sinh tháng này có phần may lớn về con cái. Mậu Dần sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch. Những người này yêu khá sớm, họ có những mối tình đẹp nhưng mà tan vỡ cũng nhanh. Sinh vào tháng này thì Mậu Dần tính cách mạnh mẽ, không quá bi lụy, vấn vương khi mà chia tay các mối tình. Trong cuộc sống hôn nhân và gia đình thì đây là những người khá là may mắn về tài chính. Tình cảm của họ bình thường nhưng lại rất có vận may về tài lộc. Mậu Dần sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11. Đây là những người không những tài giỏi lại rất thông minh xinh đẹp. Trong cuộc sống thì luôn gặp được nhiều điều may. Về tình cảm thì Mậu Dần sinh vào tháng này rất được lòng mọi người. Từ khi còn trẻ đã được khá nhiều người theo đuổi, tình yêu thuận lợi và may mắn. Đa phần những người này thì tương lai của họ chính là mối tình đầu. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và mỹ mãn. Những nữ gia chủ tuổi Mậu Dần kết hôn với một trong số các tuổi Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu, Ất Hợi, nữ Mậu Dần sẽ có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, may mắn cả về tình cảm lẫn tiền bạc. Do hợp mệnh, nếu kết duyên với những người trên thì cuộc sống gia đình sẽ thoải mái từ vật chất cho đến tình cảm. Sau kết hôn thì công danh sự nghiệp phát triển không ngừng. Nỗ lực làm việc sẽ có được một cuộc sống giàu sang quyền quý. Kết hôn với một trong số các tuổi Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Bính Tý thì nữ Mậu Dần cuộc sống khá là hạnh phúc, nhưng đôi lúc lại gặp phải những khó khăn về tiền bạc.
Muốn có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ và sung túc thì hai người cần phải cố gắng hơn nữa trong vấn đề tạo dựng sự nghiệp của bản thân. Kết hôn với một trong số các tuổi Mậu Dần, Giáp Thân thì nữ tuổi Mậu Dần tình cảm không thuận lợi và khá là trắc trở. Sau kết hôn, tuy rằng họ không phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề tiền bạc, nhưng hạnh phúc gia đình có thể sẽ bị phá hoại bởi kẻ thứ ba. Trong những năm 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 59 thì nữ Mậu Dần không nên tổ chức hôn lễ hay là ký kết hôn bởi do xung khắc về tuổi. Nên nếu đám cưới vào những năm này sẽ đem lại nhiều điều không may mắn dẫn tới lục đục trong gia đình. Để chuyện tình duyên của những gia chủ nữ tuổi Dần và người tuổi Dần thêm phần hành thông thuận lợi thì cần phải mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp gỗ huyết long Dần, Ngọ, Tuất để cho sự nghiệp tình cảm của bạn vạn sự thuận buồm xuôi gió. Tử vi trọn đời của tuổi Mậu Dần nữ mệnh về gia đạo công danh. Phần gia đạo thì không được êm đềm mà trái lại thường nghi kỵ và buồn tẻ. Sự việc này vào hợp vận mới được yên vui, công danh nếu có cũng chỉ vào ở mức độ trung bình. Không theo đuổi công danh thì việc làm ăn có cơ hội phát đạt, thuận về giao thương, buôn bán. Tiền bạc được dễ dàng, kể từ năm 30 tuổi trở lên, cuộc sống có phần vững chắc. Sự nghiệp tầm thường không hoàn toàn giữ được sự nghiệp lâu bền, thường hay bị đổ vỡ bất thường, cho đến tuổi 40 thì mới nắm vững chắc được. Cuộc sống gia đình lúc nhỏ thì có nhiều niềm vui, nữ Mậu Dần khá là may mắn về tình cảm gia đình. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng lại rất được cha mẹ thương yêu. Lớn lên, họ có gặp chút khó khăn trong cuộc sống nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, sau kết hôn thì lại khác, Mậu Dần có cuộc sống hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc bên chồng và con cái, về già thì công danh phát triển. Về sự nghiệp thì ban đầu, khi bước chân vào xã hội có gặp nhiều khó khăn cản trở, công việc không thuận lợi nhưng chỉ cần chăm chỉ, cố gắng hết sức thì sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn. Nữ Mậu Dần sự nghiệp có bước phát triển và đột phá nhất đó là vào năm 30 tuổi, những năm sau thì phát triển không ngừng và có vận tiền tài. Vậy nên tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nghênh đón các thần hóa giải hung tinh, giúp cho nữ Mậu Dần sinh năm 1998 luôn gặp may mắn bình an trong cuộc sống. Những tuổi hợp làm ăn. Theo luận giải tử vi, trong việc buôn bán làm ăn hay là hợp tác giao dịch về tiền bạc cần phải lựa chọn tuổi tác mới tạo được nhiều cơ hội thuận tiện trong cuộc sống. Nếu trong cuộc đời cần giao thương, giao dịch hay là mọi việc có liên quan đến đời sống thì cần nên hợp tác với những tuổi này. Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu, những tuổi này rất hợp với Mậu Dần trong mọi việc làm ăn trong suốt cuộc đời. Lựa chọn vợ, chồng. Trong việc kết hôn hay là lựa chọn người để trao thân gửi phận, muốn sống một cuộc đời đầy đủ, có thể tạo nên cơ nghiệp và hưởng được sự sung sướng trên đời, bạn cần nên kết hôn với những tuổi sau đây, rất hợp về vấn đề tình duyên mà còn hợp về được tài lộc nữa. Đó là bạn kết duyên với tuổi Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu, Ất Hợi. Nếu bạn kết duyên với tuổi Kỷ Mão, Quý Mùi, cuộc sống được thêm phần sung túc, về phần tài lộc đầy đủ và cuộc đời có sự sung sướng hoàn toàn. Với tuổi Ất Dậu, Đinh Hợi, hai tuổi này có cơ hội phát triển về công danh sự nghiệp, cuộc sống được hoàn toàn hạnh phúc và êm đẹp. Với tuổi Đinh Sửu, Ất Hợi, cuộc sống được đẩy mạnh đến chỗ giàu sang phú quý, con cái được sung bày hạnh phúc. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, cuộc sống bạn chỉ có thể tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, vì các tuổi sau đây chỉ hợp với tuổi của bạn về đường tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc, đó là các tuổi Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Bính Tý. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, bạn có thể sẽ không tạo được một cuộc sống hoàn toàn đầy đủ và suốt cuộc đời chỉ sống trong sự nghèo nàn và đau buồn, không vượt lên được một sự may mắn. Đó là bạn kết hôn với các tuổi Mậu Dần, Giáp Thân. Hai tuổi này không thuận với tuổi của bạn về đường tình duyên cũng như là về tài lộc. Những năm này rất xung kỵ với tuổi của bạn, không nên kết hôn vì kết hôn thì có thể gặp cảnh xa vắng trong cuộc đời. Đó là những năm bạn ở vào tuổi 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 59 tuổi. Tuổi Mậu Dần sinh vào những tháng này sẽ có số đa phu hay là có phần đa đoan về việc chồng con. Đó là sinh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch. Về tình duyên thì đôi lứa chuẩn xác nhất thì dựa trên ngũ hành thiên can địa chi và cung mệnh. Đối với những tuổi đại kỵ,
trong cuộc sống của nữ mạng Mậu Dần thì có những tuổi đại kỵ đặc biệt, đó là các tuổi sau đây: không nên kết duyên, giao dịch làm ăn, cuộc đời có thể bị tuyệt mạng hay là gặp cảnh ly biệt hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Đó là các tuổi Tân Tỵ và Quý Tỵ. Gặp tuổi Kỵ trong việc hôn nhân thì phải âm thầm, đừng nên làm lễ hôn nhân hay là ra mắt bà con thân tộc một cách linh đình. Gặp tuổi Kỵ trong việc làm ăn thì đừng giao dịch nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong vấn đề con cái hoặc bà con thân tộc thì phải cúng sao giải hạn hàng năm cho cả hai tuổi thì mới có thể ở gần nhau được. Vậy nên, người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải thái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, giúp cho nữ Mậu Dần sinh năm 1998 tài lộc vượng tiến trọn đời. Những năm khó khăn nhất. Tuổi Mậu Dần thì có những năm khó khăn nhất là ở những năm mà bạn vào số tuổi 23, 27, 31 và 40. Những năm này thì làm ăn không được hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống có phần suy yếu, tiền bạc không tạo được một cách dễ dàng. Những năm này thì bạn nên hết sức cẩn thận, nhất là cần để ý đề phòng hao tài hay là có đau bệnh. Tử vi trọn đời của tuổi Mậu Dần nữ mệnh, những diễn biến từng năm. Từ 19 cho đến 25 tuổi, năm 19 tuổi có nhiều chuyện tốt trong làm ăn, vào những tháng 6 và 9 âm lịch có tài lộc nên cẩn thận vào tháng 4 âm lịch. 20 tuổi, năm này cũng tốt, làm việc gì cũng có thu hoạch thắng lợi, toàn năm chắc chắn phần tắm chân tay. 21 tuổi, năm này có 3 tháng tốt đẹp, đó là tháng 3, 7 và 11. 3 tháng này nên khuếch trương giao dịch về tiền bạc, thu được nhiều kết quả, những tháng khác thì tầm thường. 22 và 23 tuổi, 2 năm trung bình, làm ăn lần ít, thành công và không có hao tài. 24 và 25 tuổi, năm 24 tuổi có nhiều chuyện vui về mặt tình cảm, tài lộc thiếu kém, năm này không nên đi xa, có hại. Năm 25 tuổi, kỵ và xung khắc vào tháng 4, 6 và 8 âm lịch, 3 tháng này có hao tài, những tháng khác tầm thường. Từ 26 cho đến 30 tuổi, năm 26 tuổi gặp nhiều may mắn trong việc phát triển sự nghiệp, công danh, làm ăn có cơ hội tốt đẹp cho đời bạn. Năm 27 tuổi, làm ăn giao thương và những tháng 3, 7 thì tốt, tháng 9 và 11 âm lịch thì không nên đi xa hay là giao dịch về tiền bạc. Năm 28 tuổi có đau bệnh, hao tài tốn của vào tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Năm 29 tuổi mọi công việc đều có thể làm được nhưng không thành công cho lắm. Năm 30 tuổi có hoạch tài, có nhiều việc tạo nên sự nghiệp tiền bạc bất ngờ. Từ 31 cho đến 35 tuổi, năm 31 tuổi toàn vẹn, làm ăn bị ngưng trệ đôi chút, những tháng 8 và 12 kỵ đi xa. Năm 32 tuổi toàn năm công việc không có biến động. 33 tuổi việc làm ăn có nhiều sự vững chắc và quyết định, năm này tài lộc khá dồi dào. 34 và 35, 2 năm có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại một cách dễ dàng, không sợ có sự thất bại hay là hao hụt về tiền bạc. Từ 36 cho đến 40 tuổi, 36 tuổi trung bình, không có gì quan trọng liên quan đến cuộc đời. 37 tuổi khá tốt đẹp cho việc đi xa giao dịch về tiền bạc, nhất là tháng 9 và tháng 10, kết quả tốt đẹp về tài chính. 38 tuổi thì được bền vững hạnh phúc về vấn đề tình cảm. 39 tuổi có hy vọng thành công về đường con cái và tài lộc lẫn tình cảm. Năm 40 tuổi vẹn toàn, có sự vui mừng trong gia đạo, tài lộc bình thường. Từ 41 cho đến 45 tuổi thì khoảng thời gian này việc tài lộc được trung bình, làm ăn khá hay. Tuy nhiên thì sức khỏe có phần suy yếu vào số tuổi 42, năm 43 kỵ tháng 10. 44 tuổi, năm này sức khỏe tốt nhưng hao kém về tài lộc. Năm 45 tuổi kỵ 3 tháng đầu năm. Từ 46 cho đến 50 tuổi, những năm này có số tốt, tình cảm phát triển tốt, tài lộc gia đình có nhiều vui vẻ. Năm 46 tuổi bổn mạng vững, chỉ kỵ vào tháng 10. Tiền bạc, tình cảm thì không được dồi dào. Năm 48 tuổi, xấu nên cẩn thận về sức khỏe, tiền bạc trung bình. Năm 49 tuổi, tốt vào những tháng 2 và 7, tháng 11 có xung kỵ. Năm 50 tuổi thì sức khỏe không tốt, cẩn thận về con cái và vấn đề tiền bạc. Năm này có phần xấu, cẩn thận. Để có thể tìm hiểu chi tiết vận hạn từng năm về mọi mặt trong cuộc sống thì mời quý vị và các bạn xem tử vi của 12 con giáp được cập nhật hàng năm. Đây là luận đoán chung nhất về tử vi của tuổi Mậu Dần nữ mệnh. Để có thể luận giải chi tiết đối với đương sự thì cần phải xem là số tử vi được thành lập dựa trên cơ sở của ngày tháng năm giờ sinh đối với từng bản mệnh.
vận mệnh của gia chủ nữ tuổi Mậu Dần theo từng tháng sinh. Người nữ tuổi Dần sinh vào tháng Giêng và tháng 2 thì tiết đầu xuân mọi thứ ổn định, vùng vẫy tứ phương, danh vang bốn bể, gia vận hưng thịnh, cốt cách hiếm. Ý chí kiên cường, được cả danh và lợi, không quỵ lụy ai, phú quý cát tường, con hiền cháu giỏi. Nữ tuổi Dần sinh vào tháng 3, tiết Thanh Minh thì có ngày nở mày nở mặt, sẵn có uy quyền mọi người kính trọng, có thể xung thiên đại, lập công, địa vị cao, nhà cửa có khí tượng mới, song vẫn giữ được quy mô xưa kia của gia thế. Nữ tuổi Dần sinh vào tháng 4, tiết Lập Hạ trong trẻo ấm áp, vân du tứ hải, nhà cửa đông vui, gia đạo tốt tươi, là người có tướng làm quan, gia đình hòa mục, anh em thân thiết, con cái đỗ đạt hiền lương, ông bà vợ chồng sum vầy, nuôi kẻ dại thành người khôn, cả đời không phiền não, mọi việc thuận lợi. Nữ tuổi Dần sinh vào tháng 5, tiết Mang Chủng có cơ hội để làm mình ăn, có thái độ tôn nghiêm, tín thoái tự do, văn võ kiêm toàn, đảm lược được hơn người, lập đại nghiệp, tính tình đôn hậu, bản chất cương cường, bất hòa với người, cứ phấn đấu tiến lên thì khắc có cơ hội thành công, khí thế quyền lực bị người ta làm khó, tay trắng lập nghiệp, phú quý thành công. Nữ tuổi Dần sinh vào tháng 6, tiết Tiểu Thử uống nước không có nguồn, khát cháy cổ, chỗ nào cũng khó khăn, khí lực có thừa, tài lực thì không đủ, làm nạn trời tạo, có hoài bão song khó toại nguyện, vất vả mất mát nhiều, tuy có tài năng song không đắc chí, hiệp nghĩa can trường ít ai bằng, cả đời thiếu cơ hội tốt. Nữ tuổi Dần sinh vào tháng 7, tiết Lập Thu hổ mùa thu đặc biệt là lợi hại, tính khí cương cường, ý chí sắc bén, vất vả trèo non lội suối dễ như trở bàn tay, nạn vào nước sôi lửa bỏng chẳng ngại ngần gì, có thể khắc phục mọi khó khăn, mọi việc đều có khả năng thành công. Nữ tuổi Dần sinh vào tháng 8, tiết Bạch Độ có tài nhìn xa trông rộng, trước sau như một, hiển đạt bốn bể, một tay giữ vững thiên hạ, được người nể phục, uy chấn mọi người, vạn sự như ý, là phúc trời ban, thông minh lanh lợi hoạt bát, văn chương cái thế, danh vang tứ phương. Nữ tuổi Dần sinh vào tháng 9, tiết Hàn Lộ thiếu tính tự lập, dựa dẫm vào người khác, mọi chuyện trắc trở, mong mà không toại, biết trách ai, có lực không xuất sẽ ăn sạch cả núi, công việc buông lơi không gánh được trọng trách, bụng đầy kinh luân, sinh không gặp thời, chỉ mong bình an, ước mưu nghiệp lớn, chỉ trông chờ ở con cháu mà thôi. Nữ tuổi Dần sinh vào tháng 10, tiết Lập Đông thì số xa nhà vất vả gian truân, mưu cầu khá là suôn sẻ, có chí song một thân một mình khó giữ, là người thông minh nhanh nhạy, hiền lành, nghĩa khí, ôn hòa, thuận trời, nghe mệnh, ai thành công khắc có ngày mãn nguyện. Nữ tuổi Dần sinh vào tháng 11, tiết Đại Tuyết nơi nơi đều là địch, xuất hành gian nan, ưu sầu không thôi, có số sát thương bệnh tật, hình phạt đoản mệnh, gia vận phức tạp, trắc trở, tai nạn họa bất ngờ, hiểm nguy trở sẵn, phải luôn cẩn thận. Tuổi Mậu Dần sinh vào tháng 12, tiết Tiểu Hàn lo âu dồn dập, lành ít dữ nhiều, gặp kẻ ám hại, có tránh cũng không được, cái ăn cái mặc không đều, đề phòng họa sát thân, rơi vào hoàn cảnh khổ sở. Mọi việc khó thành, hành động không suôn sẻ, đành an phận thủ thường, tránh ra ngoài thận trọng cũng là điều may. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị trong thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng với Phong Thủy Lộc Đài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.